Có ai như tôi không đang trên đường đi từ miền Tây về Rạch Giá, mà xuống Rạch Giá thì phải ăn bún cá mới chuẩn được. Nhưng Vy, ngày hôm nay không phải là giới thiệu miền Tây và bún cá Rạch Giá, mà đây là Vy, giải đáp thắc mắc ra Phú Quốc bằng gì. Hiện tại, việc di chuyển đến Phú Quốc có hai phương tiện chính là tàu cao tốc và máy bay. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương tiện bằng tàu cao tốc thì nhất định bạn phải trung chuyển bằng xe ô tô để đến hai bến tàu Rạch Giá và Hà Tiên. Từ hai bến tàu Rạch Giá và Hà Tiên này, bạn sẽ đi tàu cao tốc Phú Quốc Express hoặc Superdome để ra Phú Quốc. Đối với máy bay thì đây là loại phương tiện nhanh nhất, thuận tiện nhất để đi từ nơi xa, đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội. Nhưng đối với du khách muốn trải nghiệm phương tiện truyền thống bằng tàu cao tốc ra đảo thì đây là sự lựa chọn không tồi. Đối với các bạn ở miền Nam khi muốn ra đảo Phú Quốc bằng tàu thì trước tiên phải đi xe từ thành phố xuống tới Rạch Giá và Hà Tiên với quãng đường hơn 400 km. Từ đây chúng ta sẽ mua vé tàu tại các bến cảng hoặc các bạn đặt online như vé máy bay, rất thuận tiện đúng không nào? Tàu hôm nay mình đi là tàu FZ8 hay còn gọi là tàu đỏ. Với 4 chặng tàu một ngày, giá vé thì thay đổi theo bến cảng. Từ Rạch Giá Phú Quốc có giá là 340k, còn Hà Tiên là 250k. Ngoài ra tàu có nhận chở cả xe máy cho các bạn đi phượt. Với khoang chứa lên đến hơn 200 hành khách thì tàu to ơi là to. Thời gian ngồi trên tàu để ra tới đảo là 2 tiếng 30 phút. Đối với những người say sóng thì đây có lẽ hơi nặng đô, mình không khuyến khích đi nha. Trên tàu thì chúng ta sẽ được phục vụ khăn giấy ướt và nước suối. Xịn sò hơn máy bay là có wifi 4G để mọi người sử dụng. Ngồi kế cạnh cửa sổ ngắm biển thì phong cảnh quá tuyệt vời, cạnh bên còn có ổ điện để cắm sạc điện thoại hay laptop đều được. Sau khi ngồi 2 tiếng 30 phút thì cuối cùng cũng thấy đảo Phú Quốc. Do vị trí đảo nằm trong vịnh Thái Lan nên phương tiện di chuyển chính là tàu cao tốc và máy bay. Ngày này với phương tiện di chuyển hiện đại hơn thì thời gian ra tới đảo Ngọc cũng được rút ngắn lại. Ai cũng có thể đi du lịch nơi đảo Ngọc Phú Quốc. Sau khi đến với Phú Quốc, tàu sẽ cập ở cảng Bãi Vòng. Mọi người có thể gọi xe, taxi hoặc xe buýt đưa đón đến khách sạn hoặc nhà nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mê Phú Quốc đem cả Phú Quốc đến bên bạn.